Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 đã khép lại thành công với sức lan tỏa ngoài mong đợi và để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng người dân du khách đến với Đà Nẵng cũng như bạn bè quốc tế. Để phản ánh những hình ảnh sinh động, mãn nhãn của cuộc thi một cách nhanh nhất đến với khán giả là sự nỗ lực đằng sau sân khấu của các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại lễ hội. Từ rất sớm, tại khu vực trung tâm báo chí, khán đài lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, rất đông các phóng viên, quay phim, biên tập viên của các đơn vị báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mặt để chuẩn bị đưa tin về màn trình diễn của hai đội pháo hoa Pháp và Ý. Với sức nóng của đêm chung kết, đội ngũ phóng viên nhà báo tác nghiệp cũng hết sức phấn khích và mong chờ để có thể kịp thời phản ánh cho khán giả, độc giả những hình ảnh tư liệu nhanh nhất và chính xác nhất. Đây là năm đầu tiên mình tham gia tác nghiệp tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 và mình cảm thấy rất là vinh dự cũng như là tự hào khi cùng các anh chị đồng nghiệp tác nghiệp cung cấp những thông tin về lễ hội đến cho người dân và du khách. Và vì là năm đầu tiên tham gia tác nghiệp tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nên là mọi thứ còn rất là mới mẻ, nhưng mà đó cũng chính là cơ hội để mình và động lực nữa để cho mình có thể cố gắng phát triển bản thân và học tập thêm nhiều những cái kiến thức, kỹ năng mà các anh chị trong trung tâm báo chí tác nghiệp để mình nâng cấp bản thân hơn trong hoạt động nghề nghiệp. Trải qua 5 đêm thi đầy cảm xúc, mỗi đội thi đều để lại nhiều ấn tượng và sức lan tỏa đến với mỗi người dân và du khách. Song góp phần truyền tải những thông điệp, ý nghĩa của mỗi màn trình diễn đến với công chúng là nhờ những thước phim, hình ảnh của đội ngũ phóng viên, nhà báo, nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại lễ hội. Lễ hội năm nay phải nói rằng là được ban tổ chức thực hiện rất là chuyên nghiệp, từ cái khâu mà kiểm soát vé, mà hỗ trợ cho báo chí cũng như là khán giả, rồi tất cả mọi thứ là đều được thực hiện rất là nghiêm ngặt, chuyên nghiệp. Và điều này khiến cho cái đội ngũ mà nhà báo phóng viên tác nghiệp tại cái lễ hội pháo hoa này nó có rất nhiều thuận lợi về thông tin, thuận lợi về thời gian tác nghiệp cũng như là hình ảnh nội dung. Thông qua nhiều hạ tầng truyền thông, đặc biệt là truyền thông số, hình ảnh lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 cùng với các thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật của Đà Nẵng, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, đã được các cơ quan báo chí kịp thời truyền tải đến công chúng không chỉ trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá rộng rãi các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, hình ảnh văn minh, thân thiện, mến khách của người Đà Nẵng. Qua đó, đóng góp không nhỏ cho sự thành công chung của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 cũng như quá trình phục hồi du lịch thành phố sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.